số phát sóng lần này của chúng tôi với sự tài trợ của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương có địa chỉ tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ với sản phẩm sữa công thức AU12 Nature One Dairy Australia. Và nhân ngày vi chất dinh dưỡng, chúng tôi đã mời tới trường quay Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia để cùng lắng nghe những chia sẻ, những tư vấn của chuyên gia về việc bổ sung những dưỡng chất cho cơ thể và đặc biệt là trẻ em qua sản phẩm sữa công thức. Đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào MC Diệp Trang. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, vi chất dinh dưỡng là những chất có vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Trong thời gian chờ đợi quý vị khán giả có thể kết nối tới chương trình, thì chuyên gia có thể cho biết tầm quan trọng của việc bổ sung vi chất dinh dưỡng là gì và những biểu hiện của sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng là gì không ạ? Trước hết nói về vi chất dinh dưỡng thì chúng ta biết là đấy là những cái chất mà cơ thể của chúng ta chỉ cần một cái số lượng rất nhỏ. Đấy, thậm chí chỉ tính bằng miligram hoặc là microgram thôi. Thế nhưng mà những cái vi chất dinh dưỡng này nó lại đóng một vai trò rất là quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Những cái vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất mà có tính chất ý nghĩa sức khỏe cộng đồng là ví dụ như là vitamin A này, sắt này, kẽm này, iốt này, thứ vân vân. Thì đấy là những cái vi chất dinh dưỡng thiết yếu mà nếu như thiếu đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Tôi lấy ví dụ như là các cháu bị thiếu vitamin D chẳng hạn thì các cháu có thể bị còi xương, thiếu canxi bị còi xương, thiếu sắt thì có thể dẫn đến thiếu máu. Rồi là thiếu vitamin C thì có thể tình trạng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng vân vân. Rồi thiếu vitamin nhóm B chẳng hạn thì có thể tê mỏi đau nhức các cái khớp xương, các cái chi đấy. Thì đấy là những cái vi chất dinh dưỡng mà hết sức quan trọng. Thế thì chính vì vậy cho nên là trong cái bữa ăn hàng ngày thì nếu như mà chúng ta cần phải cung cấp những cái dưỡng chất đó qua rất là nhiều cái nguồn thực phẩm khác nhau thì mới có thể cung cấp được đủ cái nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Và nếu như thiếu nó thì sẽ gây nên cái tình trạng bệnh lý và thậm chí là gây suy giảm hệ thống miễn dịch, làm cho em bé của chúng ta hay bị ốm đau hơn hay và chậm phát triển cả về thể chất cũng như là về tinh thần. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Và ngay bây giờ tôi xin phép kết nối với vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Vị khán giả có số điện thoại là 032-675-256 và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lên trường quay ạ. Xin chào ban tổ chức chương trình, tôi là Đinh Thúy Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Chuyên gia vừa có chia sẻ về vi chất dinh dưỡng của trẻ, tôi bị thiếu sữa sau sinh, vậy tôi có thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho con bằng cách nào, thưa bác sĩ? Cảm ơn câu hỏi của bạn đã gửi đến sau chương trình. Chúng ta đều biết là sữa mẹ thì là một cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu đối với tất cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong cái trường hợp mà ví dụ như bạn bây giờ là bị thiếu sữa, mất sữa như vậy, hoặc là cái chế độ ăn của bạn nó không đảm bảo được đủ cung cấp những cái chất dinh dưỡng cần thiết, thì bạn hoàn toàn có thể, trong trường hợp này thì bạn hoàn có thể sử dụng thêm sữa bột công thức dành cho con. Khi lựa chọn sữa công thức thì các bạn phải cố gắng lựa chọn được cái dòng sản phẩm nào mà nó có những cái dưỡng chất quan trọng nhất, nó gần giống với sữa mẹ là tốt nhất. Hiện nay thì theo tìm hiểu thì tôi biết là trên thị trường có cái dòng sữa AU12 dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi. Bạn có thể mua sản phẩm này để dùng cho em bé. Thì trong thành phần của sữa có cái hàm lượng chất đạm nó gần tương đương với sữa mẹ. Rồi trong thành phần của sữa thì có chứa những cái kháng thể, có chứa những cái chất xơ hòa tan giúp cho em bé của chúng ta chống được tình trạng táo bón. Đặc biệt thì chúng ta đều biết là sữa thì chứa đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng. Không một cái thức ăn bổ sung thêm nào mà có thể đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng như trong sữa. Ví dụ như trong sữa có đầy đủ các loại vitamin A, B, D, C, rồi vitamin nhóm B, thế rồi đặc biệt là sắt, kẽm, những cái vi chất dinh dưỡng mà các cháu rất bị hay thiếu trong cái thời kỳ dưới 6 tháng là cái tỷ lệ thiếu máu của cháu rất là cao. Thì cái dòng sữa sản phẩm này được nhập khẩu từ Úc hoàn toàn có thể cung cấp cho con bạn đủ những cái vi chất dinh dưỡng cần thiết. Và bạn cũng lưu ý là khi đến tuổi ăn dặm thì bạn cũng cần cho con ăn dặm hợp lý, cùng một bữa ăn cân đối cân bằng để cung cấp đầy đủ những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cháu, đặc biệt là những cái vi chất dinh dưỡng giúp cho bé phòng ngừa được những căn bệnh rất là phổ biến ở trẻ em như là còi xương, thiếu máu hay là chậm phát triển về thể chất. Rất may đã có chuyên gia chia sẻ mà tôi hiểu hơn về việc chọn mua sữa công thức cho con. Lát nữa tôi sẽ tìm mua ngay. Cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình đã mang đến cho tôi nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn vị khán giả đã liên hệ tới chương trình và hy vọng rằng trong những số tiếp theo thì sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, nhận được sự tin tưởng và chia sẻ của vị khán giả gửi về chương trình. Thưa quý vị, ban biên tập của chúng tôi vừa nhận được một email của một vị khán giả gửi câu hỏi về chương trình và rất mong nhận được sự tư vấn đến từ phía bác sĩ. Câu hỏi như sau:
Mẹ tôi năm nay 68 tuổi, vì tuổi đã cao, xương khớp kém nên bà thường bị đau lưng và không những thế bà thường hay mệt mỏi nữa. Tôi có tìm hiểu về các dòng sữa nhập khẩu và chọn ra được loại sữa AU12 dành cho người già và được rất nhiều người đánh giá tốt. Không biết là tôi có thể mua sản phẩm này cho mẹ tôi dùng được không? Và điều này thì có giúp mẹ tôi cải thiện được những vấn đề nêu trên không? Vâng, thưa chuyên gia có thể giải đáp được không ạ? Có thể nói rằng là sữa thì là một cái thực phẩm mà chúng ta cần phải bổ sung cho tất cả mọi lứa tuổi. Không phải chỉ một mình trẻ em cần sữa, mà tất cả mọi người lứa tuổi cũng càng cần, và đặc biệt đối với người cao tuổi thì sữa lại đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì chúng ta biết là trong sữa thì bao giờ cũng chứa đầy đủ các cái vitamin và khoáng chất. Và nhất là cái tình trạng, ví dụ như mẹ của bạn hiện nay đã là 68 tuổi rồi, thì cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương sẽ rất là cao. Thế thì một trong những cái giải pháp để tăng cường cái nguồn canxi cho cơ thể chính là uống sữa. Tôi nghĩ là bạn hoàn toàn có thể mua cái sản phẩm sữa AU12 dành cho người cao tuổi cho mẹ dùng. Và tôi nghĩ chắc chắn rằng với một ngày 2 ly sữa thì mẹ của bạn chắc chắn sẽ cải thiện rất tốt tình trạng sức khỏe cũng như tình trạng xương khớp, bởi vì là mỗi một cái cốc sữa đó thì nó coi như là một cái khẩu phần ăn thay thế cho một bữa ăn phụ hàng ngày. Và trong sữa thì sữa lại là những cái thực phẩm mà dễ hấp thu, dễ tiêu hóa nhất và cung cấp đầy đủ những cái vitamin và khoáng chất. Và đặc biệt đối với người cao tuổi, trong thành phần đó thì người ta bổ sung hàm lượng canxi cao, bổ sung thêm chất xơ chống táo bón, bổ sung thêm những cái vi chất dinh dưỡng khác nữa thì chắc chắn sẽ cải thiện được sức khỏe nói chung của mẹ bạn cũng như tình trạng bệnh xương khớp nói riêng. Vâng, xin được cảm ơn chị đã kết nối với chương trình và chúc cho chị và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe. Vâng, thưa quý vị, qua những số phát sóng của chương trình thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như là yêu thích của quý vị khán giả. Và trong số phát sóng lần này thì mong rằng quý vị khán giả có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi nhiều hơn nữa để có thể nhận được những lời khuyên hữu ích tới từ phía chuyên gia của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo, chào bác sĩ ạ. Xin chào anh có thể giới thiệu về bản thân mình và vấn đề mình đang gặp phải là gì được không ạ? Tôi tên là Nam và mới lập gia đình được khoảng 1 năm. Hiện tại thì vợ tôi đang mang bầu được khoảng 2 tháng, ốm nghén, không ăn được gì hết. Hôm nay tôi gọi lên chương trình, mong bác sĩ cho tôi lời khuyên khi chăm sóc vợ bầu, làm sao để có thể đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và bé trong thời gian mang thai được không ạ? Rất là cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Quả thật là bây giờ thì rất là nhiều ông chồng là quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng của vợ mình, nhất là trong cái thời kỳ bà mẹ mang thai. Bởi vì chúng ta đều biết là dinh dưỡng của bà mẹ mang thai thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho em bé của chúng ta có thể phát triển một cách khỏe mạnh từ trong bụng mẹ. Thế thì ngoài những cái chế độ ăn thông thường, chúng ta đều biết là chị em phụ nữ trong thời kỳ mang thai ấy, nhất là những cái tháng đầu mà hay bị ốm nghén ấy, thì thường là chúng ta không thể ăn uống được đầy đủ những cái dưỡng chất cần thiết qua cái thức ăn hàng ngày. Và tôi nghĩ sữa chính là một trong những cái sản phẩm cần thiết phải bổ sung thêm vào bữa ăn hàng ngày để cung cấp cho bà mẹ mang thai được chứa đầy đủ các vi chất dinh dưỡng. Theo tìm hiểu thì tôi thấy là hiện nay trên thị trường ấy có cái dòng sữa AU12 dành cho bà bầu ấy, là một trong những cái dòng sữa mà bạn hoàn toàn có thể mua về để giúp cho vợ của bạn có thể bổ sung thêm vào bữa ăn hàng ngày. Bởi vì trong thành phần của sữa thì có chứa hàm lượng beta glucan, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho bà mẹ rất tốt. Chúng ta phải biết là nếu như chị em phụ nữ trong thời kỳ mang thai mà khỏe mạnh thì chắc chắn sẽ sinh được em bé khỏe mạnh, bởi vì tất cả những cái kháng thể của mẹ sẽ được truyền qua thai nhi, qua cái tuần hoàn sau thai. Thế chính vì vậy cho nên là khi bổ sung những cái dưỡng chất mà tăng cường sức đề kháng thì sẽ từ mẹ sẽ được truyền sang cho con và em bé sinh ra sau này cũng khỏe mạnh. Ngoài ra thì để trong thành phần sữa thì hàm lượng sắt, hàm lượng axit folic cũng tương đối là cao. Thì phụ nữ mang thai là thường hay thiếu sắt, cho nên là khi bổ sung sữa mà có hàm lượng sắt cao thì sẽ ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu của phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó thì chị em phụ nữ mang thai cũng thường rất là hay táo bón, thì trong thành phần của sữa này còn bổ sung hàm lượng chất xơ rất là cao, có tác dụng tăng cường cái hệ nuôi dưỡng cái hệ vi sinh đường ruột và tăng giúp cho chị em của chúng ta không giảm táo bón. Và tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất là khi uống thêm ly sữa hàng ngày như thế này thì sẽ là cái nguồn cung cấp những dưỡng chất cần thiết nhất cho bà mẹ trong kỳ mang thai. Và hy vọng rằng anh sẽ mua được cái sản phẩm này dùng cho vợ mình trong suốt thời kỳ mang thai, và thậm chí ngay cả sau khi vợ anh đã sinh em bé rồi thì vẫn có thể tiếp tục uống để duy trì cái nguồn sữa nuôi con sau khi sinh em bé. Vâng, vậy tôi có thể mua sản phẩm sữa AU này ở đâu được ạ bác sĩ? Thay mặt cho bác sĩ, Diệp Trang xin phép được trả lời câu hỏi này. Anh Nam thân mến, anh có thể tìm mua sữa AU12 dành cho mẹ bầu tại địa chỉ đang được hiển thị ở dưới màn hình, hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0911-623-115 để có thể được tư vấn và tìm mua sản phẩm sữa tại các cửa hàng gần nhất anh nhé. Vâng, xin cảm ơn chương trình đã giới thiệu cho tôi một sản phẩm rất là bổ ích và cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, hệ thống siêu thị sữa và thực phẩm nhập khẩu phụ kiện mẹ và bé mang tên Hùng Vương Mart chính thức khai trương cơ sở đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vào ngày 15 tháng 6 năm 2020. Đây là nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền các sản phẩm sữa AU12 Nature One Dairy tại Việt Nam.
Bởi vậy hiện nay người tiêu dùng nếu có nhu cầu tìm mua các sản phẩm dinh dưỡng thì hệ thống Hùng Vương Max đã có 5 siêu thị tại khu vực phía Bắc và hơn 50 đại lý phân phối trên toàn quốc để phục vụ người tiêu dùng. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tài trợ cho số phát sóng này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.